Trời ơi, tao thấy thiệt cực mà. Cuộc đời tao chưa bao giờ tao thấy nó tao cực, mà tao nhục, mà tao mệt như bữa nay trời ơi trời. Ôi, thay chồng nuôi con một mình, rồi gả vợ gả chồng cho nó, bây giờ nó đi ngoại tình, bây giờ mình phải đi bắt ghen. Khổ quá trời quá đất đi. Con mới khổ. Con không ngờ con có người mẹ vậy, chơi bỏ bạn. Con cực khổ lắm con mới kiếm được con diều hâu với con quả đen. Mà má nghĩ làm sao má bỏ điện thoại má không nghe. Trời ơi, tao thấy khổ vậy nè. Cái công ty gì mình nó to lớn quá trời đất không biết. Tao lao nhà, tao mỏi giò, mỏi lưng. Cũng phải để tao ngồi tao nghỉ chút xíu. Nhưng không phải tao nghỉ, để tao coi cái chương trình giải trí. Không phải coi chương trình giải trí nha. Coi, đồng thời lợi dụng cái chỗ đó. Ngồi mình quan sát thèm trừ. Có cái đối tượng mình. Thôi. Ghiền thì nói lại ghiền đi. Coi giải trí, giải nghiệp cũng lo giải, đi coi giải trí, trời. Nè, cái mỏ mày thâm ương nổi, hổn quá à. Nói thì nói với má đời hoàng cái nghiệp này. Tao đang ngồi tao coi cái chương trình giải trí, cái nó tới nó đá cái tao giật mình, tao bỏ quên điện thoại. Con quỷ bóng râu đúng không? Ừ. Con nó con ác dễ sợ luôn á. Ác lắm à. Ác xong ác. Nó giờ nó gần phát hiện được chuyện má con mình rồi đó. Cái đồn khắp công ty con má cặp nhau. Trời, nó ai chị đó hả? Con nói thiệt, ở dưới quê là con sâu đầu nó con đánh rồi. Cái nư con đánh bốn bảo vệ mà thấy quýnh chấn động. Cỡ nó con quýnh 8 đứa. Không con ơi, cỡ nó con đánh 10 đứa cũng được. Giờ má thấy làm sao? Bây giờ con tính gì nè? Con với nó một mất một còn. Con tới con đánh nó con chập. Ê, nó nghĩ, nó sợ quá nó nghĩ. Còn con bị đuổi, má nhắm ở đây má chân mình lại tụi nó không? Ý không có được hả nha. Đi hai má con là có gì có hai má con. Bây giờ con bỏ má đây một mình làm sao mà má chịu được. Người ta nói là một cây làm chẳng nên non mà hai cây chụm lại. Hai cây chụm lại ốm o gầy mòn. Ủa dạ? Phải, người ta nói ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Bây giờ mình có hai cây. Hai cây mình cũng sẽ làm mình cây cao. Mình tiêu diệt đó. Bây giờ má tính sao? Tính sao? Trời ơi. Bây giờ mình phải dùng tuyệt chiêu cuối. Nè, anh ăn đi. Trời ơi, hôm nay mới có dịp là mời anh ăn để cảm ơn anh cái vụ bữa mà anh đỡ em đó. Anh mà không đỡ anh em bữa hả? Là trời ơi, chắc hả mang nhục giữa công ty nữa anh. Tại vì anh biết làm sao không, ở trong cái công ty này em sống cũng hòa đồng trang chứa với mọi người lắm. Không ai ưa em hết trơn á. Bữa đó mà té một cái đó ha. Trời ơi, không biết làm sao lột kịp cái quần đội đầu á anh. Không sao đâu, tại vì á, cái đó là cái... Cái đó là công chuyện của anh. Trời ơi. Nhiệm vụ bổn phận của anh thôi. Không có gì hết á. Hiểu không? Đừng cảm ơn. Ăn gì anh mới ngại nè. Anh đừng có ngại. Anh ăn cái gì cũng được. Ăn cả em cũng không ngại đâu. Hả? Ai nói gì anh? Ai nói gì á? Dâm. Này có dâm. Ghê quá anh ơi. Sợ quá anh ơi. Chứ anh nè, em nói anh nghe nè. Mặt mày sáng sủa vậy nè, đẹp người đẹp nết. Ôi cái gì cũng bự hết trơn, trời anh ạ. Trời ơi, anh biết sao không? Cái dạng của anh á là em rất là thích luôn á. Ngu hả? Ngu em. Con cũng vậy, dạng ngu, như thịt hoa tàu vậy đó. Ngu múc múc à, dạ, đúng không? Đúng, anh nói gì kỳ đó, mắc cỡ. Cộng, em có cộng dây đẹp quá. Anh thích cộng dây này hả? Trời ơi. Anh nói đẹp một cái là em lột đưa anh liền. Cho. Ôi, em muốn dạy trai nhiều ha. Trời ơi, đâu có dạy đâu. Ghẹo anh thôi, trả rồi cho em nè. Anh cứ lấy đi, chúc em lấy cái khác. Em lấy gì? Ê, lấy gì? À, em thích này hả? Em tặng em nha. Anh cái gì kỳ vậy, tự nhiên đưa cái kèn này. Anh thấy cái môi của em mà thổi kèn là xuất sắc. Kỳ quá à, đừng có nói như vậy, kỳ quá. Trời. Bây giờ nè, mình vô cái công việc chính đi, vấn đề chính nè. Em có cái câu hỏi tế nhị này. Tế nhị? Em hỏi anh. Mình là người đàng hoàng, mấy cái chuyện tế nhị cứ nói chuyện thẳng với nhau. Em nói chuyện rất là tế nhị. Làm chồng em nha. Cái đó là em hỏi thẳng mặt luôn. Anh, điều tế nhị. Cho nên mình nghe, mình trả lời. Đừng lặp lại. Lớn quá người ta nghe, người ta cười vô mặt em. Mà anh lặp lại thêm nữa em quê. Anh... Nhưng mà nói nghe nè. Anh chịu đi, biết sao anh về em nuôi hết. Anh nghỉ bảo vệ luôn. Anh nghỉ luôn. Thôi. Sao vậy? Anh còn làm được, anh còn làm, anh có tay có chân, mắc gì để đợi người ta nuôi. Trời đất ơi, anh này, anh nói anh có tay có chân đúng không? Ừ. Thì bây giờ một chút xíu mình ra cái hẻm ở ngoài, cái bên công ty nè. Cái hẻm vắng vắng hả? Đúng rồi, em xả tay xả chân anh nhanh lắm.
nhanh còn lẹ lắm. Cái anh giống như sọ dừa vậy, em về em nuôi. Anh đi làm bảo vệ chứ anh không có làm xiếc. Gì mà xiếc? Xiếc mới chặt tay chặt chân chứ trời. Tự nhiên cái lấy em về cái liệt luôn hả? Không, ý em nói là như vậy đó, hiểu không? Giờ thôi giỡn gì, thì thấy em cũng thật lòng. Nhưng mà cái gì nó cũng phải có thời gian. Là anh chấp nhận rồi. Anh tạm, tạm, tạm chấp nhận. Động phòng liền đi anh. Không, cái gì mà liền liền gì? Đâu, mình tạm chấp nhận là động phòng. Còn mình chấp nhận một cái mình động banh cái phòng luôn. Nhưng mà đối với một người chín chắn như anh thì cái gì nó cũng phải từ từ. Trời ơi anh ơi, chín chắn cái gì anh ơi, giữ ba cái đó còn chi ghê lắm. Không có, nhưng mà anh giữ cái gì mà giữ. Nghe nè, nghe anh nè. Cho anh thời gian đi, anh sẽ mở cửa trái tim đón em vào. Nhưng giúp anh một chuyện thôi. Chuyện gì? Chính xác như lời hai má con mình tiên đoán. Ông Tài không có bồ nhí. Mà bồ nhí của ổng không có ai khác hết, chính là bà nữ giám đốc của công ty này, giám đốc Thanh Hà. Mà con nghe, con đã thu thập được chứng cứ rồi, từ miệng của cái cô trợ lý mà thân cận của bà. Lần này phải bắt tận tay, dai tận mặt để hai người không có chối cãi nữa. Hành động đợt này nhất định là không được thất bại. Trời ơi, cô làm yêu cô xà quần cái phòng này hoài vậy? Ôi trời ơi, bụi lắm cậu ơi. Trời ơi, con có thấy hột bụi nào đâu. Có mấy cậu bây giờ rồi. Mấy con mấy cậu trẻ bây giờ sống dễ dãi quá đi. Không lẽ là không có bụi tôi lau chị cho mất công. Có những cái thứ mà mắt thường giờ mà không có thấy đâu cậu ơi. Dạ con biết, nhưng mà chỉ cần sạch bằng mắt thường là được rồi cô. Bây giờ còn bao nhiêu là phòng mà cô cứ loay hoay cái phòng này hoài à, sếp la con chết. Vậy hả? Dạ không, đồ không, tôi lau xong rồi đó. Tôi đi qua phòng khác nha. Rồi vậy nha. Alo, chú Thẻ, nghe rõ trả lời. Phát hiện để bàn như cái quà đen nó vừa đi chung. Nhớ giữ liên lạc nha. Em mệt hả? Có cần anh lấy khăn nóng cho không? Không cần đâu anh. Mà em thấy á, chỉ có anh mới hiểu em thôi đó. Mà nè. Hả? Anh tính khi nào về gặp ba với em nhỉ? Thì anh sẵn sàng mà. Em nói rồi đó nha, tiễn Phật là phải tiễn cái Tây Thiên đó nha. Ừ. Cảm ơn anh nha. Má có để cái điện thoại cho anh không? Mày làm gì hả? Tao không được, tao để đàng hoàng mà. Ừ. Nhưng mà sao không nghe vậy trơn trời? Hả? Quên mở lo à? Giật mày, chuyện gì? Quên. Mở rồi coi, nghe coi tôi. Ừ. Hả? Gì vậy? Chết rồi, chuyện này là chết tiệt rồi. Không có, trời trai gái. Đàng hoàng quá mà. Chết tôi rồi. Mối tình tôi ấp ủ từ thời tôi còn mầm non. Bây giờ chết với người ta mày đi. Bây giờ tôi không chịu. Tôi chết, con chết cho má vừa lòng nè. Thôi nín đi con. Nín gì? Lên đánh liền chứ nín gì? Khoan, không được. Trời ơi mày vậy mà mày lên trên nó coi như hư bột hư được hết trơn. Mày để đó bà. Mày lên có cái gì mà nhào vô mà tín hiệu cho con là con nhào vô con nhất làm phối hợp rõ ra. Có chuyện gì? Ủa vậy chứ không phải gì cô, chị Hà chỉ nói chị bị nhức đầu với đau vai thì con bóp vai cho chị thôi. Tự nhiên cố đau cô xong vô vậy? Dạ. Trời ơi. Dạ. Cô ơi cô. Con nói cô là cô qua phòng của con, cô bắt con dán, cô bắt con chuột giùm con. Cô qua phòng chị Hà làm cái gì ở bên đây? Ồ vậy chứ. Quá ồn luôn đó. Rồi chị, bây giờ chị bịt lỗ tai lại chút xíu đi, em ồn chút xíu rồi thôi hà. Dạ tôi xin lỗi, vì nhân viên mới công ty thì nó rộng, mênh mông tôi đi lộn. Rồi bây giờ nghe con chỉ lại một lần nữa nha. Dạ. Bây giờ là Mơ Hồng Phước bước ra ngoài cửa. Dạ. Quẹo trái 2 phòng, quẹo phải 3 phòng là tới phòng của tôi, hiểu không? Dạ cái phòng đó số 5 hay số 6 vậy? Số 5 rưỡi là phòng của con. Dạ.
Mời cô đi cho. 5 rưỡi, dạ xin lỗi nha. Trời đất ơi. Số 5 rưỡi hay số 6? Số 5 rưỡi. Dạ dạ. Là số 5 có dấu phết rồi số 5 nữa nghe chưa. Đó là phòng của tôi, còn cái phòng 55 á là phòng của bệnh viện nha bà. Trời đất ơi, thật sự á, nặng hơi mỏi cổ dễ sợ luôn. Làm rần quá trời nhức đầu rồi. Thật sự là em xin lỗi chị, tại em ồn quá. Thôi chị nghỉ tiếp đi. Thúy chăm sóc cho chị nha. Người ta đâu rồi? Chết rồi má ơi, bây giờ sao giờ? Con tin lời má rồi. Cái đôi gian phu dâm phụ này nó dễ sợ thiệt luôn á. Trời ơi, bây giờ mình phải tính. Ôi, trời ơi, em Minh, ngồi xuống. Mình à, mình nói thiệt cho tôi nghe đi. Mình với bà ta đi vô công ty này có âm mưu gì? Mình mà không nói thiệt cho tôi nghe chưa, tôi sẽ ra tòa ly dị, chia đôi tài sản. Tôi 2/3, mình 1/3. Ủa chia đôi mà sao? Không nói nhiều vấn đề đó nữa. Tập trung vấn đề chính. Mình và bà ta vào đây có việc gì? Còn nếu không, tôi sẽ báo công an. Đừng báo công an. Trời má ơi, bây giờ sao nhỏ này nó biết rồi, giờ mình tính. Không, các bạn tán riêng. Khai hay không khai? Không khai ra tòa lý dị ngay lập tức. Bây giờ ra tòa luôn kìa. Đến lúc này mình phải chơi cái thiệt chiêu cuối thôi. Thế chắc cuộc đời nó khổ. Con đứa con trai rồi con vợ, bây giờ nó đang có mồi. Dạ, à vậy hả? Ủa, mà cô già, chồng con đây đâu rồi? Mà lâu quá vậy? Anh nè. Anh nè Tiên. Anh là Diệu nè Tiên. Tiên ơi, em hãy nghe đây là sự thật. Diệu với Tiên là chị em.